cái mô ngực hết, nhưng đường nách thì ai cơ địa xẻo, đường nách á, ai mặc áo hai dây nhiều thì dở lên thì thấy xẻo mấy tháng đầu. Còn cái đường chân ngực là cái đường ai mà bị xẻo lồi là nó sẽ lồi, nên nó là làm thương là tốt nhất trong tất cả các đường. Nhưng mà đến khi người kia của mình ấy, người ta nhìn thì sẽ thấy cái xẻo, cái xẻo ngay cái vùng nếp này nè, nhưng mà thật sự nó cũng không dài tháng nó mà không có tiêu nữa, mờ mất không ạ? Tại vì em có xẹo mổ sinh con á, em thấy vết xẹo rõ ràng luôn. Thì cái sẹo trong cơ thể mình là vĩnh viễn không bao giờ mất đi, nó chỉ mờ đi thôi chứ nó không thể nào nó mờ theo màu da của mình thôi chứ không bao giờ mất đi được. Cho nên hiện giờ là cái ngực của mình là ngực nhỏ và nó đủ nói chung là tất cả các đường là có thể đi được hết, đường nách, đường quần, đường chân ngực đều được hết. Nhưng mình thích giấu sẹo ở đâu? Em nghĩ là bị sẹo ở nách thì chắc không có ai chê mình đâu. Còn sẹo ở những chỗ kia, biết đâu gặp đứa nào nó soi, nó nhìn thấy hết đó. Vì em đi làm lần này để có bạn trai đó, bác sĩ giúp đó. Rồi vậy thôi là bỏ cái đường kia ra lại đi, để đi đường nách thôi. Nhưng mà đường nách lại đau hơn đúng không? Không, nghĩa là trừ khi nào ngực sệ thì mình mới đau nhiều. Còn ngực nhỏ thì những đường kia nó hơn đường nọ đau hơn tí tí thôi chứ không đáng kể nha. Nách đi nha. Rồi giờ bác chụp hình luôn nha.